Ui. Cà chua Đà Lạt 10
50 cải trắng bao nhiêu?
Bông cúc lưới 20 ngàn một bó, bông quệ 60 ngàn một bó.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chục ngàn, còn mua nguyên thì mua lại 10 ngàn. Đó là giá được bay lên. Cái bắp cải nhiêu mà chưa hẹn bắp điện thoại, bắp điện thoại vậy là mày mập bằng tao rồi đó. Sao? Sao? Làm gì mập cái cỡ đó. Camera chưa thấy được, nhà chị làm rồi ra không được. Hả? Nhà chị ra không được. Chị làm rồi. Không có thấy được. Nhà chị có à? Là mình ra ra vô cái chỗ là giờ là ra lớn. Là chị ra không được hay là vợ không thấy có. Chị được ở nhà nó mới cài về mọi nhà thấy mà nhà chị không thấy. Trên đường đi ấy. Mình vừa qua sang 17 triệu đi đặt tiền đây dừng lại rồi đã đi chưa không còn nữa anh chỉ đặt tiền nữa mà đúng việc đặt tiền chứ đừng bắt người đi không có Yeah.
Anh nghe này. Nó nói bảy chỗ không có một trái nào mà to hết. Nhìn ní thì ní đâu mà. Nếu có hoa to đâu mình cầm đây để mua mày đi mua không? Ba trái 20 đâu, mày giá được. Đi vô lấy, đi mẹ mày cất điện thoại thôi. Không để mày ăn à? Thank you.
Bông quệ 60 ngàn
Ô, đang ở đây hả? Tôi đang đây làm sao mà bọc người khách được. Dọn vào. Lấy cái gì? Cái này nó dọn ra này, dọn vào.
Ở trên trái, cái là một thượng đế.